Mình đang thực hiện tạo ra một bộ máy ấp nuôi con cho một cơ gia đình gọi là một ông hai bà, tức là một chim đực và hai chim mái cùng chung một gia đình. Con này là con trống, hai con này là con mái. Đây là một ông một bà này. Đấy, các bạn này, thắp điện cho chim. Chim thắp điện là tốt, bởi vì là chúng nuôi nhiều nhiều con mà ăn cả đêm, nên là chúng sẽ có cái thể trạng chim rất là tốt. Mà che mái che bằng tôn, lồng treo áp vào tường, phân rơi đây nót này thay thường xuyên, chim không có mản mạt, không bị bệnh. Các bạn nên nhớ một điều như vậy. Này, thế đây. Này thì một đôi bố mẹ chim của ta phần đang ấp rất là sày, 50 phân vuông, 50 phân vuông nuôi cũng ok luôn. Này này cũng đang ấp. Các bạn có nhu cầu về chim cu, bố mẹ ấp chim cu Pháp, cu Nhật ghép với nhau hoặc là chim non, liên hệ 01 63 53 05 982, Zalo bằng số trên, và Facebook là chim cu gáy hay, YouTube là chim cu gáy hay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.